55 who have just surrendered. Which unit he's a member of? He said his unit belong of Yumin Tu, but they were the new recruit to replacement for Yumin Tu. I see. Most of these are new recruits for Yumin Tu. The men look quite young. How old is the youngest man? Could he tell me that? 14 years of age. What were the circumstances of the act of recruiting him? Việt Cộng nó lại nó rủ em đi theo lính Việt Cộng đó, nó nói em sao, nó dụ dỗ tuyên truyền em thế nào mà em đi đó. Rồi kêu bao lần lợi em đi chở em đi. He recruited him by capture. How long have they been in the service of the Viet Cong? Mấy anh em đó bị Việt Cộng nó đưa vô đơn vị này bao lâu rồi? Mấy bữa. 7 days. I see. How long was the training scheduled to be? More than 1 week? More than 1 week, but he does not know sure how long. Almost every one of them raised their hand and they asked to have been in 7 days. These are brand new recruits ranging from 14 years of age. And what is the age of the eldest recruit? 37.
người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo. Thấy tan trong khói mây tiên quân theo. Nơi chốn xa trường đơn ngang hồn vượt quay vang đời. Việt Nam hận đời đời diệt quân Nguyên quân lướt tới thấy kia thấy máu tuôn rơi theo hồ đường mấy đứa chập trùng đi về đâu. Việt Nam hận đời đời diệt quân Nguyên quân lướt tới thấy kia thấy máu tuôn rơi theo hồ đường mấy đứa chập trùng đi về đâu. Nhìn trong hơi gió thoáng bóng quân Nam lướt đi, thề cùng diệt tan giặc.